Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit của Chi. Hôm nay mình nhận được cái con GAH61M DS2 nha các bạn. Hiện trạng của con này là kích nguồn, quạt quay rồi tắt. Kích nguồn quạt quay rồi tắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của nó. Rồi đây mình sẽ cắm led nguồn sáng rồi nha các bạn. Đó, tắt nha các bạn. Rồi khởi động lại. Đó, hiện trạng của cái men là như vậy nha các bạn. Kích tắt. Đó, nó cứ kích tắt nha các bạn. Rồi. Sau khi mình quan sát cái men nha các bạn, thì mình thấy khu vực nguồn CPU này nha các bạn rất là bị rỉ sét rất là nặng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ khò con này ra, xi chân và hàn lại nha các bạn. Mời các bạn theo dõi. Rồi, sau khi mình tháo tản nhiệt ra nha các bạn và mình đưa men lên trên kính nha các bạn, thì các bạn quan sát đó là cái con IC nguồn CPU nha các bạn. Đó, khu vực này CPU nè, ISL95836 nha các bạn, là nó bị rỉ sét rất là nặng nha các bạn. Đây các bạn quan sát là chân của nó bị rỉ sét rất là nặng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ tháo ra ngoài nha các bạn, và mình sẽ xi chân và mình hàn lại.
Rồi, mình vừa hàn xong con IC nguồn INL 95836 vào trong cái men H61 nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành vệ sinh và mình sẽ test xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Sau khi mình hàn lại con IC nguồn CPU INL 95836 này nha các bạn. Đây. Trên cái men H61. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Mình sẽ tiến hành mình gắn nguồn vào. Rồi, bắt đầu mình sẽ kích nguồn. Rồi, các bạn thấy đèn sáng rồi nha các bạn. Mình sẽ tiến hành kích nguồn. Rồi, men hoạt động nha các bạn. Rồi, đã có tiếng beep nha các bạn. Ok các bạn, nó như vậy là cái men đã có báo tiếng beep. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ ok các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Mình sẽ gắn RAM và sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình hay không. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với màn hình nha các bạn. Xem là cái men này có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn. Rồi, cái men đã xuất hình nha các bạn. Ok các bạn. Như vậy là nguyên nhân ở cái con này là do bị rỉ sét con IC nguồn CPU nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý IC nguồn CPU thì cái men đã hoạt động và xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.